và dịch Covid có lẽ sẽ không thể kết thúc ngay trong một thời gian ngắn, cho nên là cái việc đeo khẩu trang luôn luôn là một cái việc mà rất là cần thiết khi mà chúng ta đi ra ngoài, đúng không ạ? Vậy thì trong lúc mà chúng ta đang đeo khẩu trang thì các chị em có thể là phun môi và sau đó là chúng ta cởi khẩu trang ra, chúng ta về nhà là chúng ta đã có một cái đôi môi rất là xinh xắn rồi. Và mai sau khi mà dịch Covid đã bị đẩy lùi rồi thì chúng ta sẽ có một đôi môi rất là tươi tắn và hồng hào, đúng không ạ? Không ai biết là chúng ta phun môi. Rồi khi mà chúng ta đeo khẩu trang thì phụ nữ mà vẫn muốn là mình đẹp nhất có thể thì cái vùng mà khẩu trang không che hết là vùng mắt và vùng lông mày. Vậy thì hai cái vùng đấy thì chúng ta cũng sẽ vẫn muốn nó đẹp, đúng không ạ? Đây ví dụ như là các chị em nhìn thấy mình đeo khẩu trang lại, đúng không ạ? Đó, thì cái vùng mắt và vùng lông mày nó hở ra thì chúng ta vẫn muốn vùng mắt và vùng lông mày của chúng ta đẹp, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta không có một tí lông mày nào, mắt chúng ta cũng sẽ rất là trắng. Đó thì đương nhiên là nó sẽ không xinh rồi. Cho nên là chị em nào mà vẫn muốn là đeo khẩu trang và vẫn xinh ấy thì hãy qua đi cây để chúng ta sẽ phun mí này, phun mí mở tròng hoặc phun mí eyeliner này. Và khi chúng ta trang điểm makeup thì chúng ta chốt thêm một chút đằng đuôi, nó rất là dễ. Rồi là khi mà chúng ta làm lông mày, đúng không ạ? Chúng ta có thêm sợi ở lông mày này, rồi chúng ta có thêm một chút bột ở vùng lông mày thì lông mày của chúng ta sẽ rất là đẹp. Ở đây thì cô đã từng làm lông mày rồi và làm rất là tự nhiên thôi. Và sau đó khi mà chúng ta make up trang điểm lên nó rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần gầy thêm một chút xíu ở cái vùng make up thôi là đã rất là đẹp rồi. Hoặc là khi mà chúng ta trở về nhà chúng ta không make up thì chúng ta bỏ ra thì chúng ta vẫn có một khuôn lông mày rất là xinh. Cho nên là dù là chúng ta đeo khẩu trang đi chăng nữa thì chúng ta vẫn cứ phải làm đẹp cho bản thân mình, đúng không các chị em? Bởi vì khi về nhà chúng ta bỏ khẩu trang ra chúng ta vẫn xinh, và khi chúng ta đeo khẩu trang vào thì chúng ta vẫn xinh. Và kể cả trong quá trình chúng ta làm những cái dịch vụ phun xăm mày phun mí thì cũng không ai biết là chúng ta làm những dịch vụ để cả. Cứ nghĩ là đây là một cái cơ hội để chúng ta sống chung với dịch Covid, nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm đẹp được an toàn. Và sau này thì chúng ta dù có đi đâu ra ngoài hay ở nhà thì chúng ta vẫn luôn luôn thỏa mãn được cái câu chuyện là làm đẹp cho chính bản thân mình và yêu chính bản thân mình, đúng không các chị em? Và mong rằng là dịch Covid sẽ qua nhanh và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau tại DK khi mà nhà nước đã đẩy lùi được dịch Covid và chúng ta có thể hoạt động như bình thường. Chúc các chị em sẽ ở nhà phòng dịch hiệu quả, an toàn, nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục yêu thương và ủng hộ cho DK nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.